Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 5, bà trở đi sẽ có mặt tại lễ vía bà Chúa Xứ Núi Sam. Và đó cũng là một trong những điều mà Ngọc Tiên cũng mong rằng tất cả quý vị sẽ đồng hành cùng với Thi Nhung và các ca sĩ, nghệ sĩ. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nối tiếp với chương trình và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với sự kết hợp của hai nghệ sĩ. Đó chính là phần góp mặt của nghệ sĩ Thanh Ngọc cùng với Chung Vàng Vòng Cổ 2020, ca sĩ, nghệ sĩ Nhật Nguyên. Đó là chị cho em thành ca sĩ luôn là Nguyên ơi. Dạ xin mời hai chị em ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Thanh Ngọc cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Cũng thường lên là cảm ơn anh Liên với chị Nga. Mỗi năm nào cũng vậy Thanh Ngọc vẫn được về đây để hát và phục vụ. Thanh Ngọc xin gửi đến một bài Hoa Bất Diệt của Chí Thanh. Dạ Mô Phật Tử. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời đã xa, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trời, những bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời.
mời hai nghệ sĩ sẽ cùng nhận bó hoa tiên ống cùng với quà của tỉnh Phá Lập Uyển chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng gặp gỡ đó chính là Trung đoàn Bầu Cổ 2020, nghệ sĩ Nhật Nguyên và cùng với một trong bốn chị em nghệ sĩ, gia đình nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Ngọc, là người em nghệ sĩ Thanh Hằng và luôn được rất nhiều quý vị khán giả yêu thương. Và chúng ta cũng không quên cùng dành tặng một trong đó để thật lớn cho quý vị.